Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 50. Mục đích đời người ở chỗ nào? Tôi từ khi tiếp xúc với Phật Pháp đến ngày hôm nay, sắp gần 50 năm rồi. Tôi ở trên đài giảng kinh dạy học, năm nay đã được 49 năm. Mỗi năm đều như vậy, chưa từng nghỉ ngơi. Càng học càng hoan hỷ, càng dạy càng thích thú. Học Phật nhất định phải có người hướng dẫn, phải có phương pháp, có thứ lớp, không thể bằng phẳng như nhau. Đại sư Chương Gia dạy tôi bắt tay từ Thích Ca Phương Chí, Thích Ca Phổ. Ngài dạy tôi, con phát tâm học Phật, trước tiên phải nhận biết rõ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu con không nhận biết rõ Ngài, vậy làm sao con có thể học Ngài? Cho nên, tôi bắt đầu từ truyện ký Thích Ca Mâu Ni Phật mà học. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thân từ vương tử. Ngài xả bỏ vương vị, quyền lực, tiền của, gia đình, mọi thứ đều xả hết. Ngài chọn lựa xuất gia làm vị tăng khổ hạnh. Mà trải qua đời sống như vậy, sau khi Ngài đại triệt đại ngộ, bắt tay từ công tác giáo dục xã hội, giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp hơn 49 năm. Chúng ta sau khi đọc qua cái đoạn lịch sử này rồi, cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy không thể nghĩ bàn. Chúng ta thâm nhập tư duy, quan sát một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là đang giáo hóa chúng sinh, làm cho chúng ta ở ngay nơi đây nhận được sự khai thị. Sau đó chúng ta mới có đường đi để học tập. Thế Tôn, Ngài vì chúng ta làm ra thị phạm tốt nhất, cũng chính gọi là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cũng chính là tường tận thật tướng các pháp mà trên kinh Bát Nhã đã nói. Sau khi tường tận rồi, bạn mới có thể buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Buông xả tự tư, tự lợi. Buông xả danh vọng, lợi dưỡng. Buông xả hưởng thụ năm dục sáu trần. Buông xả tham, sân, si, mạn. Đây là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn này bạn chân thật làm được rồi mà nói, bạn mới có thể vào được cửa của Phật Pháp. Bạn mới chân thật hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập. Đời sống của Ngài tất cả mọi người đều có thể dễ dàng mà thể hội được. Chân thật là đời sống lìa khổ được vui. Mục đích của đời người là không ngừng đang học tập, không ngừng đang nâng cao linh tánh của chính mình. Chúng ta biết được thân có sinh diệt, linh tánh không có sinh diệt.
Cho nên sinh diệt của thân chúng ta không cần phải xem quá nặng. Bạn phải chân thật, hiểu được hướng đến thánh hiền nhân mà học tập, thì linh tánh của bạn khẳng định sẽ được nâng lên cao. Nếu như bạn tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình, tùy thuận tự tư tự lợi, tùy thuận tham sân si mạn, thì linh tánh của bạn sẽ hướng xuống đọa lạc. Bạn có thể nhìn thấu thì tự nhiên buông được xuống. Sau khi buông xuống rồi, bạn liền được đại tự tại. Chân thật được đại tự tại, được an vui. Bạn được pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn rồi, bạn mới có thể tùy duyên. Tùy duyên là tùy thuận pháp tánh của chính mình. Dùng lời hiện đại mà nói, chính là tùy thuận pháp tắc của đại tự nhiên, tùy thuận trật tự của đại tự nhiên. Vậy thì rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc, rất hoàn mỹ. A Di Đà Phật.
Namo Amida Buddha.